Hello, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream của DK Brow Beauty. Ngày hôm nay thì mình có một chị khách hàng rất là xinh. Chị ơi, chị có thể cho em xin chị đến từ đâu và chị tên gì không ạ? Chị Ngọc Anh, chị đến từ phố Huế gần đây. À vâng, chị Ngọc Anh đến từ phố Huế. Chị Ngọc Anh ơi, em lúc này có trò chuyện qua với chị thì được biết chị là một makeup artist thì không biết lý do vì sao mà chị Ngọc Anh lại tin tưởng em để đến với DK làm sửa cả lông mày ạ? Chị đã nghe tiếng của bên em rất là lâu ấy, nhưng mà mình nhìn thấy nhiều bạn, rất là bạn Hạnh này, bạn Trang này làm chị thấy cảm thấy rất là đẹp. Nên là chị quyết tâm là chị đi ra để chị gặp các bạn cún thì bạn tư vấn và làm, thì khi chị làm xong chị dạy chị thấy ưng. Rất là ưng luôn. Dạ vâng ạ. Để mà được một makeup artist khen thì quả thật là đấy là một niềm vinh dự cho em. Cảm ơn chị Ngoại Anh rất là nhiều. Chị Ngoại Anh ơi, cái đối với chị thì cặp lông mày nó có quan trọng không? Và chị có những cái tiêu chuẩn nào để dành cho các cặp lông mày của mình? Chị cảm thấy trên khuôn mặt là cái lông mày quan trọng nhất. Vâng, thật sự là quan trọng nhất. Vì nó quyết định tất cả. Vâng. Khi mà chị có hôm nào chị kẻ khuôn cái lông mày nó không được đẹp thì cả khuôn mặt nó không được ưng luôn ấy. Vâng. Nhưng mà thật sự chị qua đây chị thích cái dáng lông mày của cún làm là vừa nhẹ nhàng vừa bay và vừa tự nhiên, cảm giác như là lông thật của mình luôn ấy. Dạ vâng ạ. Đúng với cặp lông mày và nó quan trọng đối với chị như vậy, cho nên là để mà chị chọn mặt gửi vàng thì chắc là chị phải tìm hiểu rất là chị kỹ. Chị tìm hiểu rất là kỹ thì chị mới tìm đến đây. Vâng chị ạ. Chị đặt chọn niềm tin luôn. Hôm nay chị làm xong thì thật sự là rất là ưng. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Chị Ngọc Anh ơi, thì thông thường ấy chị đã từng làm lông mày ở chỗ khác rồi, nơi khác rồi. Thì sau khi bây giờ chị sửa lại một cái lông mày mới thì chị thấy cái công nghệ đấy và bây giờ thì nó khác nhau như thế nào? Khác nhau hoàn toàn. Chị vâng cảm ạ. Thấy là hút bên em nó một phát là hết luôn. Vâng. Làm hết luôn, và khi mà em làm thì chị cảm thấy không đau, không như mình nghĩ ở nhà. Ở nhà mình nghĩ là sẽ là rất là đau, nhưng mà khi mình làm cảm giác là ngủ gật luôn cũng được ấy. Vâng ạ. Bởi vì là trước đây thì chị Ngọc Anh đã từng là full rồi. Và cặp lông mày đấy thì nó hơi to này, full thì nó hơi bị cứng, khiến cho khuôn mặt của chị Ngọc Anh nó bị già. Thế cho nên là chị Ngọc Anh đã đến DK, và sau khi mà chị đến thì bên DK đã tư vấn cho chị là mình hút mực, và sau khi hút mực xong một lần là xuống 5 phút sau là chị đã làm được lông mày luôn rồi. Đấy là một điều rất là khác biệt với DK so với các nơi khác. Mà sau hút xong mọi người có thể thấy là da không hề bị sưng tấy, và làm xong rồi hút xong làm xong luôn mà không hề bị sưng tấy và không bị đỏ, không bị làm sao cả. Nói chung là nó giống như một cái da bình thường. Đấy là một cái điều rất là khác biệt của DK so với các cái nơi khác, bởi vì công nghệ Picomax xử lý laser của DK thì là tốt nhất thế giới hiện nay, khiến cho khách hàng không đau đớn mà có thể làm được ngay sau khi mà mình hút. Điều thứ hai là đối với cả một cặp lông mày mà đi sợi trên da ấy, thì mình đi rất là nhẹ. Cái thứ hai là đi đúng kỹ thuật thì khiến cho khách hàng không bị đau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khả năng bám mực tốt, nhưng mà cái sợi bay ra bong ra nó vẫn bong bay bổng và mềm mại. Đấy là điều rất quan trọng. Cho nên là các chị em nếu mà muốn có một cặp lông mày đẹp thì hãy tìm đến những cái địa chỉ thực sự uy tín và chọn mặt gửi vàng cho một người chuyên gia. Mà thứ nhất là phải có thẩm mỹ để có thể là cho các chị một cái dáng lông mày đẹp này. Thứ hai là tay nghề kỹ thuật phải tốt, máy móc phải tốt. Cái điều đấy là điều rất là quan trọng để rất nhiều yếu tố để tạo nên một cặp lông mày đẹp. Và em rất là cảm ơn chị Ngọc Anh đã tin tưởng em. Và sau khi mà chị Ngọc Anh đã trải nghiệm dịch vụ bên DK chúng em rồi, không biết chị có suy nghĩ gì hay chia sẻ gì với mọi người đang xem livestream không ạ? Chắc chắn là chị sẽ chia sẻ với gia đình này, rồi bạn bè. Chị nghĩ là mọi người sẽ rất là ưng cặp lông mày của chị. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều nhé. Vâng, hy vọng sẽ được đón tiếp mà bạn bè của chị Ngọc Anh đến với DK, và mong rằng các chị em hãy tìm được một cái địa chỉ làm đẹp uy tín nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong những livestream sau ạ.